Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh ẩm thực đa sắc màu. Hôm nay mình lại vào bếp chia sẻ cho các bạn một cái cách bảo quản ớt xanh được lâu. Thường thường thì các bạn có ớt xanh, ớt đỏ thì bỏ trong tủ lạnh ăn được khoảng mấy ngày là nó sẽ bị héo, lún. Đối với dòng giống ớt thì có rất nhiều loại. Trong clip này mình làm với cái loại ớt xiêm xanh. Cái loại ớt này người ta thường gọi là ớt chim ỉa. Nó ăn và nó tha phân rải khắp nơi, nên là cây nó mọc lên rất nhiều ở những cái vùng Tây Nguyên, Đắk Lắk. Người dân đồng bào Tây Nguyên quanh năm người ta chế biến những cái loại ớt này với rất nhiều món ăn. Để bảo quản được lâu thì người ta cũng sẽ có cách. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái mẹo, cũng là một cái cách của mình thường xuyên hay dùng, chia sẻ đến mọi người. Đầu tiên là mình sẽ có ớt xiêm xanh, đá lạnh hay uống bia, muối hạt, giấm gạo lên men loại ngon. Một cái hũ để mình đựng. Các bạn bảo quản ớt xanh này thì nên dùng hũ thủy tinh là tốt nhất. Có hũ thủy tinh thì mình dùng hũ nhựa cũng được các bạn nhé. Và cái phần định lượng công thức chi tiết thì mình sẽ ghi ở trên màn hình cuối video cho các bạn tiện theo dõi. Bây giờ mời các bạn theo dõi cách làm chi tiết ngay sau đây. Với cái ớt này thì bây giờ mình sẽ rửa thật sạch các bạn nhé. Có rất nhiều cách bảo quản các loại ớt thì mình cũng học được một cái cách của những người đồng bào, người ta chia sẻ lại cho mình trong những năm mình còn làm sinh viên đi thực tập. Các bạn dùng tay xoa nhẹ ớt, không xoa mạnh quá làm ớt nó bị lún. Xoa làm sao nó cho nó sạch cát với đất ở bên ngoài của cái vỏ ớt. Tiếp theo mình sẽ cho một chút muối vào, khoảng tầm 2 búc tay. Rồi, mình sẽ vớt ra và rửa. Đi rửa lại khoảng tầm 3 đến 4 nước các bạn nhé, cho thật sạch. Quan trọng là các bạn rửa sạch và nhặt hết cái lá, cái quả dập, các bạn vứt đi. Đấy. Rồi, mình đã rửa xong nước thứ ba, mình sẽ cho vào đây. Bây giờ mình sẽ bắc chảo, đun một chảo nước sôi như thế này. Và sau khi nước sôi thì mình sẽ cho chỗ ớt xiêm xanh này vào hết. Mình sẽ trần qua thôi các bạn nhé. Rồi, các bạn vớt ra ngay. Đó, các bạn không cần nấu sôi mà các bạn chỉ cần trần qua thôi. Cái mục đích mình trần ớt như thế này tạo cho ớt có độ giòn và giữ được màu xanh các bạn nhé. Rồi, xong các bạn sẽ cho ngay vào trong chậu nước đá. Rồi, mục đích mình làm như này để cho nó sốc nhiệt và cũng làm cho ớt giòn và xanh được lâu hơn. Tiếp theo là mình sẽ vớt ra để ráo. Để ớt ráo một chút xong mình sẽ cho vào một cái chậu ở cái nồi ấy. Mình sẽ cho mình một chút muối. Cái này cũng vừa vừa thôi, không cần phải chính xác các bạn nhé. Chúng ta sẽ cho rượu trắng vào đây nhé, khoảng tầm 200ml. Rồi, các bạn trộn đều một lúc này. Rồi, cái bước này bước khử ớt, để cho nó nghỉ khoảng tầm 3 đến 4 tiếng cho nó khử hết chất nhựa, mủ và những cái tạp chất còn sót lại. Sau khi mình đã ngâm ớt được 3 tiếng ở trong tủ mát, bây giờ mình sẽ lấy ra chất bỏ nước khử ớt đi, vì cái nước này đã xử lý tạp chất có trong quả ớt. Các bạn có thể thấy là nước đã chuyển màu rất là đục, đây là lý do chất bẩn và chất nhựa ớt tiết ra. Bước tiếp theo là mình sẽ cho khoảng 200ml rượu vào chỗ ớt. Sóc đều ớt với rượu và vớt ra khay để ráo. Sau khi ớt đã ráo hoàn toàn, ta tiến hành bỏ hết chỗ ớt vào lọ hoặc keo. Rồi đổ ngập ớt bằng giấm gạo lại ngon. Sau khi đã cho một lượng giấm vừa phải ở trên mặt ớt, bước tiếp theo là mình sẽ cho một chút rượu ở trên bề mặt của giấm để bảo quản cho ớt được lâu hơn. Sau đấy mình sẽ dùng vỉ tre, vỉ nhựa
Mình mua ở trên những cái diễn đàn thương mại điện tử có bán sẵn. Mình gài lên bên trên bề mặt của ớt. Nếu như các bạn không có vỉ nhựa, vỉ tre thì mình có thể là lấy cái túi bóng kính, mình cho một lượng nước vừa phải vào, buộc lại. Sau đấy mình sẽ đè bên trên bề mặt của ớt cho nó ngập dưới mặt giấm, tránh ớt nó nổi lên làm hỏng ớt. Và cách bảo quản thì các bạn sẽ cho vào trong tủ mát và mình sẽ dùng dần được cả năm. Và như vậy là hôm nay mình đã chia sẻ cái cách bảo quản ớt xiêm chanh được lâu và ăn giòn hơn. Hy vọng quý vị và các bạn thực hiện thành công với cái cách bảo quản này. Nếu quý vị và các bạn mà thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy cho mình một like, đăng ký kênh để ủng hộ mình, nhấn vào chuông thông báo để luôn nhận được video mới nhất mà kênh của mình thường xuyên cập nhật. Cuối cùng, xin kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.